Chào tất cả mọi người, mình là Quang Hải đến từ GEC. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về nhà khung thép và nhà bê tông cốt thép. Nhà khung thép và nhà bê tông cốt thép là hai phương pháp xây dựng phổ biến. Mỗi loại thì có những ưu và nhược điểm riêng, phù hợp với các yêu cầu và mục đích sử dụng khác nhau. Dưới đây là sự so sánh giữa nhà khung thép và nhà bê tông cốt thép. Thứ nhất là về cấu tạo. Nhà khung thép thì khung được làm từ thép, bao gồm cột, dầm và các răng thép. Tường và mái có thể được sử dụng làm từ tôn, gạch hoặc là các vật liệu nhẹ khác. Nhà khung thép thường được lắp ráp từ các cấu kiện thép đã sản xuất tại nhà máy. Còn so với nhà bê tông cốt thép thì khung nhà được làm từ bê tông, có cốt thép để gia cường bên trong để tăng độ bền. Bê tông là đổ trực tiếp tại công trường, thường là phải có cốt pha định hình và đầm kỹ để đảm bảo chất lượng. Thứ hai là về thời gian thi công. Nhà khung thép thì thời gian thi công sẽ ngắn hơn so với cấu kiện thép đã được có thể gia công trước tại nhà máy và lắp ráp nhanh chóng tại công trường. Điều này giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Còn nhà bê tông cốt thép thì thời gian thi công sẽ lâu hơn, do cần có thời gian đổ và bảo dưỡng bê tông. Các công đoạn như là lắp cốt pha, đổ bê tông và tháo dỡ cốt pha cũng tốn khá nhiều công sức và thời gian. Thứ ba, độ bền và khả năng chịu lực. Thì nhà khung thép thì khung thép có khả năng chịu lực cao, đặc biệt là trong các điều kiện như là động đất, giúp giảm sự rung động và bảo vệ công trình. Tuy nhiên là thép có khả năng chịu lực khi nhiệt độ quá cao là kém hơn. Nhà bê tông cốt thép thì bê tông cốt thép để có độ bền và khả năng chịu lực tốt hơn, đồng thời chịu lửa cũng tốt hơn. Bê tông cốt thép thường sử dụng cho các công trình cao tầng, cầu và công trình yêu cầu có độ bền lâu dài. Thứ tư là về khả năng chống cháy. Thì nhà khung thép thì thép dễ bị nhiệt độ cứng và bị cong vênh khi nhiệt độ cao. Để khắc phục thì người ta thường sơn vào lớp chống cháy hoặc là bọc vật liệu chịu nhiệt xung quanh thép. Còn nhà bê tông cốt thép thì bê tông có khả năng chống cháy tự nhiên tốt hơn thép, chịu được nhiệt độ cao trong thời gian dài mà không ảnh hưởng đến lớn đến cấu trúc. Đây là điểm mạnh của nhà bê tông trong các trường hợp hỏa hoạn. Thứ năm là về chi phí xây dựng. Thì nhà khung thép thì chi phí xây dựng ban đầu có thể cao hơn do giá thép thì thường cao hơn bê tông. Tuy nhiên thời gian sử dụng thi công lại ngắn hơn, giúp tiết kiệm chi phí và lao động, chi phí lao động và giảm thiểu các chi phí phát sinh. Còn nhà bê tông cốt thép thì lại có chi phí vật liệu và bê tông thì cốt thép thường thấp hơn so với nhà thép. Tuy nhiên chi phí thi công và bảo trì có thể tăng lên do thời gian thi công kéo dài và nhu cầu bảo trì định kỳ. Đó là những so sánh đầu tiên của nhà khung thép và nhà bê tông cốt thép. Còn những sự khác biệt nào giữa hai kết cấu này? Mọi người còn đón chờ video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người có bất kỳ vấn đề nào về xây dựng, hãy liên hệ qua số điện thoại 038 2017 555 để giải đáp mọi thắc mắc miễn phí. Mình là Quang Hải đến từ GEC.